Di Manuel. Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa và Jolie chắc chắn là hai cái tên đáng chú ý nhất của đội bóng chủ nhà trong của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Jolie và Jay Wan Hill. Pha ném trung bình và tiếp tục ghi hai điểm cho Rui Jolie. Xuất phát rất nhiều khả năng các cầu thủ Thăng Long Warriors, hay nói chính xác hơn là Jay Wan Hill sẽ chơi ở vị trí số 5. Vừa rồi là điểm số đầu tiên của đội bóng làm cách. Rui Jolie. Jolie và Jay Wan Hill tiếp tục là một tình huống ném bóng trung bình và tiếp tục là hai điểm xâm nhập của Rui Jolie nhưng đã không mang lại hiệu quả. Jolie. Vẫn là Jolie và Jay Wan Hill tiếp tục là một tình huống ném trung bình và vẫn là hai điểm cho Jolie. Đường truyền chuyển cho Justin Young, Justin Young và Nguyễn Hoàng Tuấn. Và thêm 2 điểm cho Justin Young. Hơn 3 phút thi đấu trôi qua và ở hai đội bóng vẫn chỉ có 2 cái tên ghi điểm. Trong tình huống vừa rồi đã có tới 3 cầu thủ áo trắng lui về phòng ngự kịp thời. Lần này thì tình huống lên rổ của Tô Quang Trung đã ghi 2 điểm. Và Lê vẫn đang theo kèm rất sát. Nguyễn Hoàng Tuấn. Jolie và Jay Wan Hill, một đường truyền quá tuyệt vời của Jolie dành cho Tim Manuel. Đấy, Justin Young. Tiếp tục là 2 điểm cho Justin Young. Riley và Horace. Lần này thì là 2 điểm đầu tiên của Jay Wan Hill trong trận đấu ngày hôm nay. Rất đáng chú ý của trận đấu ngày hôm nay. Pha ném rổ không tốt của Võ Văn Mỹ. Pha phản công dành cho Thăng Long Warrior Bùi Thái Hà. Và có 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 3. Tô Quang Trung. Jay Wan Hill sẽ rất ít khoảng trống hơn cho Jay Wan Hill nếu anh chơi ở vị trí số 5. Và vừa rồi là một pha xâm nhập và ghi 2 điểm dành cho Riley. Lần này thì tiếp tục là một pha lên rổ không tốt của Rui Jolie. Một đường truyền quá tuyệt vời của Trương Hoàng Trung dành cho Jay Wan Hill. Và chắc chắn đó là 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 20. Và phản công cho Đà Nẵng Dragons. Rui Jolie. Jolie và Jay Wan Hill. Tiếp tục là một đường truyền chúng đáy rổ quá tuyệt vời. Justin Young. Jay Wan Hill đã hiệp trận cho Justin Young trong tình huống vừa rồi. Jay Wan Hill và Jolie đã vượt qua được Jolie. Và là một tình huống end one. Khu vực nó không độ. Horace. Một tình huống trượt chân của Horace nhưng bóng vẫn đến tay của Jolie. Và lần này thì đến lượt Rui Jolie được một tình huống end one. Điểm số thứ 9 của Jolie trong trận đấu theo kèm của Jolie thì ngay lập tức Jay Wan Hill đã có tình huống đánh trực tiếp vào rổ. Jolie và Riley. Ghi 2 điểm cho Jolie. Justin Young. Trương Hoàng Trung. Ghi 3 điểm cho Trương Hoàng Trung. Phạm Tân Hoàng Nguyên. Phạm Tân Hoàng Nguyên anh có một chiều cao khá khiêm tốn. Jolie. Tiếp tục là 2 điểm cho Rui Jolie. Khoảng cách được rút ngắn 24-28. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons vẫn đang phòng ngự liên phòng zone defense. Pha lên rổ của Trương Hoàng Trung và đó là điểm số thứ 5 dành cho Trương Hoàng Trung. Trương Hoàng Trung anh đang thi đấu khá tốt. Một phong độ quá tuyệt vời của đội bóng Thăng Long Warriors. Một tình huống xâm nhập rất táo bạo của Trương Hoàng Trung nhưng bóng vẫn được kiểm soát của Thăng Long Warriors. Không hiểu sao tình huống bóng vừa rồi bóng lại đến tay của Jay Wan Hill. Đã cầu thủ Jolie quyết định đột phá nhưng đã không vượt qua được Jay Wan Hill và phản công cho Thăng Long Warrior Rosen Nam. Trọng tài xác định đó là một tình huống siêu thành công của Horace. Jolie. Horace. Và đó là 2 điểm dành cho Horace. Còn 17 giây. Tốc độ của những giây cuối cùng của chiều thứ hai đang diễn ra rất nhanh. Và ghi 2 điểm cho Trần Đăng Khoa. Còn 6 giây. Tô Quang Trung. 3 điểm cho Tô Quang Trung. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Trọng tài nghĩ như vậy. Trọng tài cho rằng tình huống ném rổ của Red Nguyên đã diễn ra trước. Tiếng còi tiếp lên
Và ngay sau đó các cầu thủ Thăng Long đã có Xuân Nam, Tô Quang Trung. Pha ném 3 điểm của Tô Quang Trung và là 3 điểm cho Tô Quang Trung. Có vẻ như các cầu thủ Thăng Long Warrior đang tăng tốc. Nhưng trong một tình huống trong trận đấu ngày hôm nay và là Tô Quang Trung. Tiếp tục là một pha 3 điểm của Tô Quang Trung và tiếp tục ghi 3 điểm cho Tô Quang Trung. Trước trận đấu này thì Tô Quang Trung đang đạt một tỷ lệ đến 3 điểm rất ấn tượng, 37%. Tập cổ của goalie Đỗ Xuân Nam. Ghi 3 điểm cho Đỗ Xuân Nam. Khoảng cách đã khá rộng và đó chính là điều kiện tâm lý vô cùng thoải mái cho một tình huống 3 điểm tiếp tục đến tay của goalie Trần Đăng Khoa. Điểm số thứ tư của Trần Đăng Khoa trong trận đấu ngày hôm nay. Sau tình huống lên rổ ở một tư thế rất khó vừa rồi, rõ ràng chúng ta có thể thấy được không có điểm cho Justin Đăng sau tình huống ném vừa rồi. Trần Đăng Khoa đã có một tình huống va chạm giữa Hồ Lê Xuyên. Đã có một tình huống va chạm giữa Hồ Lê Xuyên và Bùi Thế Hà. Và trên màn hình là sự xuất hiện của huấn luyện viên Dante Hill và Hồ Lê Xuyên ở bàn thư ký. Đó là một lỗi phản tinh thần thể thao dành cho đội trưởng Horace Nguyễn bên phía Đà Nẵng Dragons. Một trong những tình huống bất bình tĩnh hiếm hoi của Horace Nguyễn. Và theo những gì quan sát được thì có lẽ như thì họ sẽ không có sự xuất hiện của người đội trưởng Horace Nguyễn của mình trong những phút tiếp theo. Trần Đăng Khoa tiếp tục là 2 điểm cho Trần Đăng Khoa. Daniel và Zoli. Và ngay lập tức là một tình huống. Trần Đăng Khoa tiếp tục ghi 2 điểm từ một tình huống lên rổ. Trần Đăng Khoa đã thực hiện rất nhiều những tình huống lên rổ. Jay Won Hill. Và một lần nữa khi Trần Đăng Khoa thực hiện chuyền bị bắt bài của Dũng Quốc và phản công cho Thăng Long Warriors. Rất may mắn bóng vẫn thực hiện được sát của Thăng Long Warriors. Và đó là một tình huống 3 điểm thành công của Tô Quang Trung. Đó là tình huống 3 điểm thành công thứ 3 sau 5 pha ném. Các cầu thủ Thăng Long Warrior đang dàn trận 4 cầu thủ bên ngoài Tô Quang Trung. Và đó là điểm số thứ 21. Lão tướng Phan Minh Huyến cũng đã được tung vào sân. Jay Won Hill ghi 2 điểm cho Jay Won Hill. Với các cầu thủ Đà Nẵng Dragons, họ đang thi đấu khá thiếu sức sống ở hiệp chiều thứ 4. Tiếp tục ghi 2 điểm cho Jay Won Hill. Và đó là điểm số thứ 24 của Jay Won Hill trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Đăng Khoa, một pha lên rổ thành công của Trần Đăng Khoa. Mặc áo đấu nữa rồi, anh đang khoác trên áo một chiếc áo phông. Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp tục ghi 2 điểm cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Rồi là một tình huống and one dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Tỷ số được rút ngắn 61-79. Khoảng cách là 18 điểm và ngay lập tức úp rổ thành công của Jay Won Hill. Ngay lập tức, ngay sau khi trở lại sân, Jay Won Hill đã để lại. Và là 2 điểm cho Trần Đăng Khoa. Ghi 2 điểm cho Nguyễn Tuấn Vinh. Vừa rồi là điểm số đầu tiên của Nguyễn Tuấn Vinh trong trận đấu này. Có thể hài lòng về màn trình diễn cũng như quyết tâm thi đấu của những người học trò của huấn luyện viên Dante Hill. Rất tốt. Trần Đăng Khoa và Nguyễn Hoàng Tuấn đã tỷ số cuối cùng 82-72.